Thật là tiếc khi mà trận này mà không có đủ điều kiện Úc. Thôi, mình lấy trận view goal này đi. Trận này lên 4 chuỗi thắng. Mình lại thích trận này hơn. Trận Gavet này thì khá là tiếc. Mà ông này lên full tăng luôn. Kệ đi. Video mọi người có thể lên thế nào lên ha. Hoặc heo mình cũng được. Này như là mình không có full đồ rồi sao ấy. Khu cuối trận này mình thấy không có thú vị lắm. Không, mình nói vậy thôi chứ mọi người xem. Đối với mình thôi nha, đối với mình thì mình thấy nó không có thú vị lắm.